đó thầy. Cái da nó sao? Nó cứ bị đỏ đỏ không? Nó mới á, da mình nó mới, nó hồng hồng thôi. Chị đi ra nắng luôn. Về bữa là hết rồi. Nó sáng đèn hồng hồng, khỏi đánh nó hồng. À, đó hồng. Nó hồng rồi. Ai có hỏi chị da cái mình mới cái tạo. Ai có chịu sao cái mặt hồng hồng cho nó chắc hồng hồng nó muốn chồng. Có anh ở ngoài xe chờ hả chị? Chúc cái sắp xếp đặng hai đứa gái được đặng về chung. Dạ sắp có giường rồi chị. Hả? Sắp có giường đó. Mình sao vậy bà? Chị gái thì một mặt ít mờ bị cái da á, cái lưng với cái da cái vai này. Thấy
cho khó ngủ, còn mơ thấy đang để mụn. Cho mấy cái clip để mụn này ghiền cô hoài luôn. Không, chị không đánh coi nhiều, tại vì biết sao, nó cảm giác đau á. Trời ơi, chị ấy chẳng sợ. Gán căng nha, cho hết mụn nha. Mặt nghe rõ nhiều rồi nè. Đấy, cho chị thêm ống đi. À, với lại bông gòn nữa. Nó cho cái khăn đắp em, cho cái khăn quàng. Cảm ơn đại nha. Chào bạn Như Thủy. Ừ. Xíu bé nó làm bụng lưng mà phải không chị? Hai đứa. Anh này hả? Anh này, không, anh này. Hai bé gái. Hai bé gái. Vậy cho để làm hết luôn. Làm một lần hết luôn. Vậy em cho hai bé ở dưới phòng dưới em. Dạ. Em mời cái chị đi dung á lên đây. Làm lưng con trai nó cũng.
làm một lần mà thấy đỡ rõ vậy, đỡ nhiều á. Thấy cái này nó đợt trước nó viêm á, bây giờ nó khô lại hết rồi nè chị. Một thịt của anh bao nhiêu? Không tính, tặng cho. Nói chung là nể cô là được cái là cô rất là giỏi. Ừ. Giỏi. Cô chị rau tốt. Thấy thương. Bên này cái tán lá hết trơn này con rất là giỏi cho nên con sẽ mang hết mụn nha. Phải chịu ăn canh, ăn rau này kia nữa là đỡ. Ừ, đúng rồi. Ăn đồ mát, đừng ăn ngọt nha. Uống trà sữa tối ngày. Ngọt nó cho tên được chỗ chị mụn như mình mẫn rồi. Mặt đỡ hẳn rồi chị. Đó bị nhiễm trùng máu luôn rồi. Đi nhiễm trùng đi qua bên bệnh viện nhiệt đới chị luôn á. Cái chán này láng rồi nè. Vậy giờ cái lưng á, mình lấy mụn xong rồi mình về mình có xức thuốc giống như cái mặt không? Có chứ, cái lưng nếu mà mụn viêm là phải chấm vô. À, em nói là chị không có chấm, chị chấm cái thuốc rửa vết thương không à. Chấm vô nó khô mụn lại chị. Và mình cũng xức serum xong rồi mình xức cái kem lên. Dạ. Không, cái lưng thì khỏi, xức serum, cái lưng thì xức kem, xức cái gel vô thôi. À, chấm cái kem lên thôi. Dạ. Cái lưng nếu mà mụn to không đúng không? Trời ơi, thấy thương quá. Nếu mà con không chịu nổi thì làm cái mặt thôi, khỏi làm lưng. Để nào con cảm thấy thoải mái, con sẵn sàng thì mình làm lưng con ha. Lưng bây giờ cũng đau. Ừ. Ý là con, cảm giác của con làm sao? Ý cô thấy hỏi con chút làm luôn không á? Thôi. Hả? Thôi. Thôi hả? Ừ. Thế cái này lưng mấy cục đó còn mũ đau lắm. Vậy thôi lấy thuốc về bôi cho gom lại ha. À rồi kỳ sao đấy. Ừ. Thì con cứ cảm thấy sai thì con cứ nói. Quan trọng cảm nhận của con ha. Nhưng mà con Thủy thấy như vậy là con rất là giỏi nè. Con rất là chứ gặp chú Hải nè. Chà, dạ quá. Đây nè, đây đây đây. Mặt này nó xẹp hết trơn rồi nè chị. Cô được cái cô giỏi. Chứ mấy mụn này thực tế là nó đau á chị. Nó viêm hết trơn à. Nó bị tụ mủ cho mấy hết nè, thấy chưa? Nó chịu đựng lị chứ. Cô giỏi quá trời luôn. Giỏi.
Bữa có lấy sữa tắm không chị? Có. Hay chị về tắm cái chai đó xong rồi chị bôi đi cái nước. Bữa hả? Bữa lấy sữa tắm với serum với kem ho với thuốc uống. Dạ. Nhờ uống thuốc đó nhỉ. Thuốc đó hiệu quả. Cô lớn chưa giỏi bằng mấy cục này viêm đau nè, mấy cô giỏi quá trời luôn. Để nè cảm ơn chị nha. Mặt bệnh như đây à, cô Hương thấy con không cô Hương à, không có bằng con rồi, con hay bị đỉnh luôn. Bây giờ lăn là cận Tết, có mặt mình nó bị dạ, không có đẹp, nó có đẹp, nó sạm này từ từ nó có đẹp. Tết thì Tết đi chung với bé này làm phim. Thôi ghê không? Thấy chưa? Thấy chưa cô Hương à? Cô phải lấy lại cho anh đỡ đau. Lấy được cái nào lấy chứ đâu có ảnh điệu quá ha, nó tụi như mấy này chị. Máu bầm máu độc không, bệnh viện da liễu đâu cho mình nặng đâu, cái tụi miết trong này tùy tùy bác à. Có bác thì cũng kêu á, bởi đỡ vậy thì nó cứ ứ ứ trong đó, ứ trong đây nè thì nó nhảy chỗ này chỗ kia. Ôi ôi, dính lên cái điện thoại luôn. Cái gì đây?